Mình chào các bạn. Hôm nay thì bên mình sẽ chuẩn bị ship đi đến tận thành phố Hồ Chí Minh một cặp Honda Super Cup hàng nội địa Nhật. Anh trai tên là Lâm Vinh Cường nha, ở tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Anh trai đã chốt luôn ngay khi cặp Super Cup Nhật này nó vừa về đến cửa hàng Mai Duyên đó các bạn. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Và anh trai muốn khai phạm là quay clip này để làm kỷ niệm. Đây là các bạn, phía trước cửa hàng số 67 Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ha. Một chiếc là màu đen, đen mờ nha các bạn. Bên Nhật họ gọi là màu đen kim loại, màu đen xám đậm kim loại. Còn màu đỏ này là màu đỏ ngọc trai. Về giá bán thì xin mời các bạn vui lòng liên hệ với nhân viên để được tư vấn chi tiết hơn về giá bán cũng như là phí ship. Bên mình sẽ ship toàn quốc với phí ship là miễn phí trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng là ở cửa hàng mình, chạy dài đến tận là Hồ Chí Minh. Thì anh trai nhận xe trên Hồ Chí Minh này, ở tại một cái bãi xe trên đó là miễn phí hoàn toàn. Còn ship quay về Cà Mau cũng vậy nha, là cũng miễn phí luôn. Từ Sóc Trăng đi về tới ví dụ như là Bạc Liêu nè, rồi về tới Gia Rai, Hậu Phòng và Cà Mau là hoàn toàn miễn phí, cũng trên tuyến quốc lộ A này. Còn nếu phải ship dòng xe này ra tới Hà Nội thì phí ship cũng chỉ có 500 ngàn thôi. Mình xin thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn anh trai rất là nhiều nha. Tên Lâm Vinh Cường đó các bạn, ở tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, đã chốt luôn một cặp xe này. Đây, mời các bạn xem nha. Xe của Nhật về á thì sẽ có cái chân chống bên này, được trang bị một cái hệ thống là tắt máy. Nếu các bạn đề máy rồi vào số, đá chân chống xuống nó tắt máy nha các bạn. Chân chống bên nha. Hàng châu Âu thì nó không có chân chống bên này, nó hơi khác nhau chỗ đó ha các bạn. Cần số nè. Và đặc biệt hơn khi mà nó được trang bị hệ thống phanh ABS phía trước. Đây, đây ha. Đây, màu đen thì cụm động cơ rồi được sơn đen như thế này. Ok không? Lốc nè. Còn màu đỏ thì động cơ là màu, cái đầu bò đó là màu bạc. Đây, đây ha. Cả hai đều đạt chuẩn khí thải Euro 5 lần đó các bạn, rất là cao. Rất là cao luôn. Các bạn nhìn nè. Cả hai phần dè đều có một cái dáng, một cái miếng màu trắng phía trước thế này. Thuộc sơn bạc. Đây, mình quan sát lại nè. Và hai cái hộp này á, là nó chứa gồm một cái miếng ốp bình, sách hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn an toàn lái xe nè, và sổ bảo hành. Còn đây là phía sau nha. Mình sẽ ghi 3 số di động lên cho màn hình để các bạn gọi vào và tư vấn cho nó chi tiết nha. Tư vấn thêm về giá xe, về ship xe luôn nha các bạn. Đây. Màu đen là động cơ sơn đen nha các bạn. Nói chung là một màu đen tuyền luôn. Còn màu đỏ thì động cơ là sơn màu xám kim loại như thế này. Cũng tích nhớt đó các bạn. Oppo nè ha. Sáng loáng luôn. Và màu đỏ nè, các bạn nhìn nè. Đó. Ánh ca mây nữa các bạn.
chìa. À, remote là hai chìa nha các bạn. Và một lần nữa, trước khi kết thúc video này, mình xin thay mặt cửa hàng Mỹ Duyên cảm ơn anh Lâm Vinh Cường ở tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh đã ủng hộ cửa hàng xe mình ngay khi xe nó mới vừa về đó các bạn, một cặp luôn ha. Đây, xin chào các bạn nha.